Đảng ủy phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hội nghị tổng kết kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và bão lũ diễn biến phức tạp, song Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, giao quân đạt 100%. Địa phương đã nỗ lực triển khai các biện pháp thu ngân sách đạt trên 128% chỉ tiêu quận giao, huy động quỹ vì người nghèo được trên 355 triệu đồng, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc và đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2021, Đảng ủy phường Hòa Quý tập trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm, phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng từ 8 đến 10% so với năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu quận giao, giải quyết việc làm cho 150 đến 200 lao động, giảm từ 15 đến 20% hộ nghèo là người có công còn sức lao động, giảm 0,5% tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên, phát triển từ 10 đến 15 đảng viên mới.